Nhằm tri ân công đức sinh thành dưỡng dục, sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Canh Tý, Đại Đức Thích Tuệ Thường, Phó Văn phòng Ban trị sự tỉnh, đại diện chùa Phú Hội, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã cùng Phật tử đạo tràng trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng cúng pháp y Ca Sa Phật lịch 2564. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Đại Đức Thích Pháp Trí, Chánh thư ký Ban trị sự kiêm trưởng ban pháp chế do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Đại Đức Thích Tuệ Định, trưởng ban Phật giáo quốc tế do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trưởng ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam huyện Giang Thành, Đại Đức Thích Huệ Tài, phó ban nghi lễ do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Đại Đức Thích Phước Thiền, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Quốc, cùng chư tôn đức tăng ni, các cơ sở tự viện và đông đảo Phật tử trên địa bàn huyện Giang Thành đồng về tham dự. Bắt đầu buổi lễ là nghi thức múa dâng hoa do các em Phật tử chùa Phú Hội thực hiện. Từng đóa hoa tươi thắm ngát hương được các em Phật tử kính dâng lên chư tôn đức tăng ni nhằm thể hiện lòng thành kính mừng khánh tuế chư tôn đức thêm hạ lạp sau 3 tháng an cư kiết hạ, cũng như chúc mừng cho đại lễ Vu Lan. Trong giây phút thiêng liêng nghĩ về ân đức sinh thành, Phật tử Hoàng Duyên đã đại diện cho Phật tử đạo tràng đọc lời cảm niệm ân cha nghĩa mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Các em Phật tử đạo tràng đã trang nghiêm cung kính thực hiện nghi thức cài bông hồng đến chư tôn đức chứng minh. Những đóa hoa được cài lên áo mang nhiều cung bậc cảm xúc khi cha và mẹ đã gánh chịu biết bao vất vả gian lao để nuôi dưỡng chúng ta thành người. Tiếp đến, Phật tử Tuệ Pháp đã đại diện cho đạo tràng chùa Phú Hội dâng lời tác bạch cúng dường pháp y Ca Sa lên chư tôn thiền đức chứng minh, mừng chư tôn đức tăng ni thêm hạ lạp, mãi là những vị thầy khả kính dẫn dắt hàng Phật tử trên bức tường tu nhân học Phật. Xin nương nhờ sức chú nguyện của chư tôn đức cầu cho cha mẹ hiện tiền khỏe mạnh, cầu siêu cho những người đã khuất, cửu huyền thất tổ được siêu sanh về thế giới an lành. Ban đạo từ tại buổi lễ, Đại Đức Thích Pháp Trí đã thay lời chư tôn đức chứng minh tán thán công đức của quý Phật tử đạo tràng khi dân tập về chùa Phú Hội để thể hiện tấm lòng thành kính của mình lên chư tôn đức. Đại Đức cũng nhắc lại ý nghĩa báo hiếu thiêng liêng của ngày lễ Vu Lan và tán dương lòng hiếu đạo của các Phật tử biết giữ gìn truyền thống tri ân báo hiếu trong mùa Vu Lan. Việc tri ân báo hiếu không chỉ trong mùa Vu Lan chúng ta mới báo hiếu cha mẹ, mà bổn phận làm con phải làm tròn đạo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Nguyện hồng ân Tam Bảo độ trì cho gia đình quý Phật tử luôn được bình an, kiết tường. Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ có một mùa Vu Lan trọn niềm hiếu hạnh. Dịp này, chùa Phú Hội đã cùng đạo tràng Tịnh Tâm, chùa Sùng Đức, Phú Quốc và công ty nước mắm Phụng Hưng, Phú Quốc phát 100 phần quà đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì cùng nhu yếu phẩm và tiền mặt. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng do đạo tràng Tịnh Tâm, chùa Sùng Đức và công ty nước mắm Phụng Hưng gửi tới bà con nhân mùa Vu Lan báo hiếu.